Rồi, em chào mọi người đã quay trở lại với kênh của em. Nam lên video mới ngày 23 tháng 12 ha. Rồi, số điện thoại liên hệ bên em là 0334 830 843. Mọi người có thể gọi điện hoặc là nhắn tin để chốt đơn hàng. Rồi, hình thức là mua hàng là chuyển khoản, em gửi hàng. Và đơn trên 300 ngàn em miễn phí vận chuyển. Rồi Nam giới thiệu tiếp cái đồ nghề nội địa của Nhật ha. Đó. Đó, cũng khá là nhiều đồ hôm nay. 30 mấy mã nha mọi người, ba mấy mã sản phẩm ha. Rồi, em vô từng món luôn ha. Đây có mấy con máy điện nè. Có cái con máy mài khuôn của Remel đây, em có đánh dấu X ha, là nó sao, nó cái con này máy móc nó chạy ok, sống ha, về nó chạy ok mà nó xấu quá, chung nó rớt mắt tem luôn rồi, nó xấu ha, nó là ngoại hình nó quá xấu luôn, cái đầu này nó cũng xấu nè, nhưng mà cứng nha, zin cứng không có gơ, mở ra bình thường nè. Đó. Đầu 3 ly 2 ha, thông dụng luôn. Nó dây điện cũng zin luôn nè. Nó có này xấu, than thì cũng còn ok, còn xài được, ok. Nó xấu quá, em bán dạng hành lý ha, có mã số 1 à, 400 ngàn nha. Rồi giờ em thử điện, con này nó chạy 10 tốc độ nha mọi người, con này rồi Rimmel 3000 ha. Rimmel 3000 á. À, con Rimmel của Mỹ sản xuất á, Made in Mexico á. Sản xuất bên Mexico ha. Hiệu này của Mỹ. Rồi để cắm điện, điện nó là 100V ha. Đây. Đó, trông chạy ok, xài là ổn. Những con hàng nội địa này nó xài, nó chạy rất là êm mọi người. Em có xài qua cái con 220 rồi. Nó dạng nó xuất bên thị trường 220 á. Cũng chính hãng hết mà nó cái con 110 nó lại dạng cầm lên nghe nó chạy nó lại đầm hơn nha. Đó là ý cá nhân em thôi. Nhưng mà em có xài qua rồi, đó. Cũng như dạng nó quấn cái đồng khác mọi người, dây đồng nó kiểu nó khác đó. Nó chạy nghe nó đầm hơn. Rồi cái con này thì mọi người xài là ok luôn, máy để cài là ok luôn, có 400 ngàn thôi, mã số 1 thôi. Rồi con số 2 là một con Remel luôn nha, con này nó dạng là máy Remel Multimatic Mat đây. Máy cắt rung nha mọi người, cắt rung chà nhám, cắt rung nó giống đây, máy nó gắn lưỡi chỗ này nè, lưỡi nó mình xài chung với lại boss Makita đó, mình ra cửa hàng boss mình mua ha, xài chung y chang đó. Đây cái thông số của nó nè, cho Mexico nè, Made in Mexico, điện 100V nha. Đây, con này là 120V luôn ha. Nó sản xuất điện theo Mỹ luôn, 120V. Mình xài 100V vẫn bình thường ha, vẫn ok. Sản 100, 110, 120 được hết ha. Rồi, nó là 10.000 đến 21.000 vòng trên phút ha. Nó rung chứ nó không có quay nha, nó dạng nó quay bên trong á, nhưng mà ra đây là nó rung, nó nhịp rung nó là 21.000 vòng, 21.000 lần trên phút đó. Rồi nó có 6 cấp, 10 cấp điều chỉnh tốc độ ha, 10 cấp. Rồi nguyên zin điện 100V hết nha, này thử luôn.
Con này chạy ok. Đây là cái công tắc nó ha. Nó hiện số 0 là tan tắc. Bật lên là hiện dấu này. Đây là cái cấp nhỏ nhất là số 0. Ok, khá là mạnh nha. Mạnh nhưng mà nó nhỏ gọn lắm. So với máy của Makita rồi, Hitachi rồi nó gọn hơn ha. Mà nó sản xuất ở Mexico nữa, rất là ok. Rồi, cái con này mã số 2 nha, 650 ngàn. Rồi số 3 là một con đục. Con này là máy đục của nội địa Nhật ha. Con này của hãng Automat nội địa Nhật đây. Điện là 100V 80W, công suất khá là lớn luôn, giao trong dòng máy đục nguyên zin. Con này khá là đẹp luôn. Mọi người nhìn cái nước nhôm đó nè. Chưa có bong chóc gì luôn. Rất là mới đẹp. Nguyên dây điện luôn nha. Đó. Dây điện nó có xước ở chỗ này mà nó không có bị lủng bên trong ha. Rồi đây, cái đầu nó là dạng đầu nó có đầu nối sẵn ha. Cái đầu này rất là dễ để mình kẹp vô mũi nha. Dễ hơn cái đầu mà nó vặn cái con tán kia. Cái đầu này kẹp, dạng kẹp mình siết hai con lục giác này nó sẽ kẹp lại. Kẹp vậy nè. Cái này là mình có mũi đục á, mình cắt cho vuông vức á, mình kê vô đây mình siết lại là mình xài thôi. Mũi đục hẳn bình thường mình đó. Đục bất kỳ, đục hẳn, đục lõm gì nhưng mà cái ngàm đây nó bằng là được rồi. Chọt vô là siết lại là xài. Đây là một cái đầu nối của nó ha, của hãng ha. Này. Ở bên trong nó vẫn xài cái cốt này. Rất là hay cái đầu nối này, nó ăn tiền nè. Rồi con này nguyên zin. Cái xốp nó còn luôn là xốp xốp chống bụi của nó nè. Chống bụi lọt vô cái motor. Rất là đẹp. Này máy chiên máy đục ha, nó có ghi luôn nè. Chiên máy đục mỹ nghệ. Rồi cắm công tắc. À. Rất là êm nha. Phải nói rất là êm. Chung cái con này trong dòng máy đục mini cầm tay là nó là cũng hàng nhất rồi đó. Vỏ nhôm nha. Đây mở bò zin là còn luôn nè. Mọi người có thể nhìn thấy mở bò zin của nó nè. Đó. Còn sáng trưng mở bò. Mình xài lâu nó đen lên, này nó sáng trưng vàng khè luôn rồi đó. Nha. Biết đồ mới nó ha. Rồi cái lưỡi này mình rất là dễ để mình chế nè. Bề ngang nè, bề ngang nó là 19 nè, gần 20 á. 20 mm á. Rồi cái độ dày nó nè. Dày nó là 3 ly ha. Đó. Rồi mình kiếm cái lưỡi 3 ly á mình đút vô rồi mình siết hai ốc này lại là mình đục thôi. Xong. Rồi cái con này mã số 3 ha, 850 ngàn. Cái con máy đục gỗ nè.
Rồi một bộ leo núi. Bộ này dạng của hàng bên Dây An Toàn nha mọi người. Dây An Toàn cho bác leo núi hoặc là leo công trình làm việc ha. Này nó để là titan, thép titan. Đây là hãng của hãng Sanco ha. Sanco của Fuji. Fuji Senko. Tên nó là Titan. Đây kẹp được dây 16 đến 20 mm ha. Đây 16 đến 20. Cái này nó còn rất là mới luôn nha. Mới lắm. Nó có hai móc. Bình thường cái dòng này nó có một móc và hai móc ha. Hai móc thì nó tiện hơn nè. Hai móc. Hai móc ha, nó chia ra hai móc. Rồi cái này thì hoàn hảo luôn. Đây, chỗ này mở để lấy dây ra nè, bỏ dây vô khóa lại, khóa an toàn rất là nhiều bước ha, một hai ba bước nó mới ra. Rồi cái đường kính cộng dây hừng này là khoảng 13 mm nha. Bộ này là mã số 4 nha mọi người. Mã số 4 550 ngàn bộ an toàn này. Cái tính năng cái này á, là nó trượt một chiều á mọi người. Dây hừng mình cho vô đây nè. Nó sẽ trượt một chiều ha. Rồi chiều ngược lại nó gịch lại nó đứng lại. Nó có cộng dây xích. Rồi cái này. Cái này là cái gì đo cái gì đó. Nói chung cái này không gần. Nhưng mà nhìn vô em thấy nó có một cái cây thước chổng mà mùa. Cái này không biết nên không có test, không có thử được ha. Chung nhìn vô vẫn thấy nó có cây thước chổng. Đây nhìn vô thấy nó có cây thước, nó có số. Nó để là ghi bi BB. Là hàng giữa để phần trăm độ C đó, rồi để 10 20 30 40 50 60, rồi có âm nữa, âm 50 luôn, bên độ C là có âm 50. Ủa này giống đo độ ẩm mà. Để lên 90% nè, 4% giống đo độ ẩm mọi người, độ ẩm với độ C ha. Đó làm thấy do có vậy thôi chứ không biết test sao luôn. Nó còn nguyên của hiệu là Showa, Showa Made in Japan. Kính nè. Đó, kính bên trong. Kính đẹp luôn. Này kính nè. Này bằng kim loại nặng lắm. Làm chắc chắn nặng. Rồi, cái này là 300 ngàn ha. Nó bán đại 300 ngàn hành lý với giá 300, mã số 5. Rồi số 6 là một con 4 đầu 4 số của Sonkai. Hàng hiệu của Sonkai Nhật ha, 4 số 4 đầu. Lắc léo các kiểu luôn. Đây, lắc léo này. Cái con này bỏ cốp xe là thôi. Rất là tiện luôn. Nhỏ xíu. Mà tới 4 số 4 đầu lắc léo được luôn. Đây, hoạt động hoàn hảo nha. Răng còn ok lắm. Đây. Răng đó. Rồi, số nó gồm có 10, 12, 13, 14. Đó. 4 số nha mọi người. Còn
thằng này số nó để ra hết hai bên luôn ha, em cứ tưởng bị nhầm vậy. Nè bốn số ha, 10, 12, 13, 14 đó, hai bên nó đều để luôn. Bình thường là cái mỗi bên để số thôi, này để hai số. Rồi bốn số ha, đây răng cỏ là ok hết, răng này rồi, nó lắc léo được bao nhiêu độ mọi người nè, lắc léo vậy mà nó vẫn chạy ok, rất là hay, thiết kế hay. Rồi bốn số không dụng luôn, 10, 12, 13, 14, quá gọn. Kích thước là 17.5 cm. Rồi mã số 6 450 nha. 7 là cái con này là một cái móc và một cái dạng cái gulô ha. Cái bánh rồng rọc ha, bánh rồng rọc đôi của Saben này. Cái hiệu luôn. Này, Nhật. Này nó bằng là inox, inox hết nha mọi người, nè inox. Con inox trên đây không có hết nè, con inox dưới đây nó hơi hết nhẹ. Nó vẫn là inox nhưng mà nó sẽ có pha và nó hít nhẹ, nó không có rỉ. À, pha là để cho nó tải nặng hơn á, cứng hơn. Này để số 32. Không biết nó tải bao nhiêu nữa. Này là dùng cho gồng gọc, dùng cho dây mọi người, dây hừng á. Nè nó lắng nghe, dùng cho dây hừng lòn vô đây, lòn xuống, mình lòn lên. Đó. Để mình kéo đồ cho nó nhẹ. Rồi cái kích thước đây như 32 ly á, là cái bánh gồng gọc này nè là 32 á. Ờ đúng rồi đó, bánh 32 mọi người, 32 mm ha. Rồi cái bộ này mã số 7 ha, 350. Nó gồm cái móc inox này là tới 11 mm ha, móc này khá là dày luôn. Còn cái dưới đây là 6.2 ly. Rồi tiếp theo là một sợi dây inox và một cái móc, cái móc có cọng dây nhỏ cũng inox luôn, móc inox luôn và một cọng dây inox để đo dây này có nhiêu. Dây này 1,8 m nha mọi người, dây khoảng 1,8 m. Rồi 1,8 m nha mọi người. Đó hai món. Ok dây này dây inox luôn nha mọi người, inox lớn inox nhỏ nè, inox hết nha. Cái này là 4.8 mm, còn cái móc này là 10 ly. Dây inox này, dây bự này là 1,8 m ha, là 300 ngàn nguyên một đống này. Mã số 8 nha. Rồi số 9 là một con liếc dao, một cái cây liếc dao rất là đẹp nè, với tên là bằng sứ nha, liếc dao bằng sứ của Nhật. Nó rất là đẹp, một mặt phẳng và một mặt tròn ha, dùng để liếc dao. Rồi kích thước nó nè 24 cm. Con này mã số 9, 150 ngàn. 10 là một cây búa, cây búa Made in Japan, búa này chưa chưa sử dụng, búa Nhật, búa mini nhỏ ha, búa gò, đầu gò nè, gò đồ cán đẹp lắm, mới mà chưa xài luôn.
của Boot Lock 1908. Rồi size nó là 27 cm. Bao nhiêu gram đây? Không phải để gram bao nhiêu gram. Này chắc tầm 200 gram quá. Rồi mã số 10 ha, 250 ngàn. Đây cái đầu nó khoảng 2.2 mm ha. À 22 mm á. 2.2 phân á. Này có một cọng dây khóa ABS. ABS của hàng Đức. Rồi tiếp tục là một con này để tập lực tay nha. Cân lực tay, con này cân lực. Đây. Cân lực cái tay mình coi nó mạnh nhẹ bao nhiêu ký nè. Tính theo ký nè mọi người, kilo. 0 đến 100 kg ha. Đó, bóp vô là mình biết lực của cái tay mình. Cái kim này có thể trả về ha. Rồi nó bằng kim loại nhôm. Rất là đẹp. Hàng cổ điển, rất là đẹp của Nhật. Có thể điều chỉnh theo mức tay mình, lớn nhỏ mình điều chỉnh đây ha. Nhặt mạnh cái này ra rồi xoay theo xoay nới ra hoặc là vặn vô ha. Đó. Rất là dễ. Tay nào dài thì tay bác nào dài thì vặn lên, nhỏ ngắn thì vặn xuống vậy thôi. Rồi mã 11 350 ngàn. Con này nó nhỏ gọn lắm. Đó, em về cũng nhiều con rồi, nó có con này thấy nó nhỏ gọn nè, có 16 cm. À, nhỏ gọn. Này có cái này một cái bình xịt cái này là cái bọt đó mọi người, cái bọt xốp giống như keo vậy á, nó xịt vô tường á, làm dạng như cách âm đồ này kia, cái keo cách âm cách nhiệt đồ á, chống ồn. Cây này là cây súng của Made in Italy ha, nè súng của Ý nè, súng này chưa xài luôn, đẹp lắm. Đó, nó đi theo cái bình này chưa xài luôn ha. Cái bình keo của nó nè, nặng lắm, nó có nước trong, chưa xài có nước trong, dạng là mình giờ mình gắn vô là mình xài luôn, cái này chưa xài, gắn vô cái mình bóp ra xài. Em cũng chưa xài này bao giờ, không biết xài sao luôn, nhưng mà thấy là nó gắn vậy ha, gắn vậy xài nè, dặn vô dặn vô là nó đâm, nó đâm cái mũi vô rồi. Cái này như có điều chỉnh được nè, đây điều chỉnh được nhiều ít nó điều chỉnh cò đây nhiều nè, của Ý ha, cái súng của Ý ha. Rồi nó vậy thôi, trong đây dạng nó có ga nó bắn ra ha, nó bắn cái bọt ra, cái vỏ hơi xấu nó chóc giấy á. Còn chứ còn nguyên ha, chưa sử dụng nè. Nặng chịch rồi. Rồi cái bộ này ha, cái bộ này mã số 12 500 ngàn. Một bình keo và một cây súng bắn keo nè. Keo dạng cách âm, dạng bắn vô cái lớp trong tường luôn mọi người. Rồi cái tiếp theo là món gì đây? Còn một cái món này. Đây. Bộ này. Bộ này thì thôi rồi, hiếm. Cực kỳ hiếm luôn, của Broxson ha. Hàng của Broxson giá rất là cao. Nhưng mà nó cũng khá là hiếm về Việt Nam. Tại giá cao quá nên nó kén người chơi ha. Cái cây này chưa có ghi mã, đợi một xíu.
Rồi, cái bộ này là Rosson. Nó là một con vít chỉnh lực của Rosson nguyên hộp. Còn full trong hộp luôn. Lực của nó chỉnh được từ 1 đến 5 Nm thôi. Nm. Có cả đầu chuyển 1 phần 4 inch ra đầu vít. Vít lục giác thông dụng. Để mình vặn vít ha. Đây, full hộp luôn. Rosson Microlite. Catalog. Đây là nó. Đây là cái hộp nhìn đẹp ghê, màu màu lính luôn. Dòng này nó lấy cái màu là màu dạng màu xanh giống màu lính. Đây, cầm trên tay nó khá là nặng nha mọi người, giống như này nó bằng kim loại nè, nặng lắm, nặng chịch luôn chứ không phải bằng nhựa nha, bằng kim loại đó. Nặng lắm. Rồi nó chỉnh thông số nó đây, newton mét 1 đến 5 newton mét. Rồi để chỉnh mình rút ra. Vâng. Đó. Bên dưới là cái số chia lẻ ha. Con này lực cũng khá là cao đó, lực 5 Nm là cao lắm á. Khi chỉnh xong á mình nhấn lên cái là nó khóa lại. À, nó khóa lại. Và đây là cái đầu chuyển đó nè. Đó, cái đầu nguyên nó là 1 phần 4 ha, 1 phần 4 inch nè. Rồi cái này chuyển từ 1 phần 4 ra đầu lục giác nè, giác thông dụng. Giác mình hay gắn cái máy bắn vít á. Đây. Khi mà đủ lực nó sẽ nhảy như vậy ha. Đó, nó dễ vậy. Cái con này là mình vặn là vặn cái đầu này nè, gắn bộ tẩu, mình làm thêm một bộ tẩu 1/4 nữa. Trời. Dặn hết sảy luôn á, dặn mấy ốc xe máy rồi á. Mấy ốc 6 ly á. Ốc 8 mọi người, ốc cái mũ 8 á. Vặn dàn áo rồi. Đúng luôn đó. Rồi cái chiều dài con này rồi duy nhất một bộ cực kỳ hiếm luôn, cái này cho bác thường sưu tầm hoặc là sử dụng ha. Đây nó có đồ treo lên kệ này. Mã số 13. 1.250.000. Vít chỉnh lực. Rồi, nay em có một cây kìm cắt cáp Fujiya. Hoạt động hoàn hảo nha. Cáp này là cáp to đó, dòng 32A Fujiya, nội địa Nhật. Đây, rất là đẹp luôn, lưỡi đẹp, lưỡi nguyên zin đẹp nha. Lưỡi nguyên zin đẹp nè. Đẹp chưa? Nguyên zin đẹp chưa mài, không mài gì hết á. Rất là chắc chắn, thằng này nó chơi thép đúc rồi, nguyên miếng luôn, đúc nguyên miếng tới cán luôn mọi người. Rồi Fujiya FRC 32, dòng này 32 là hình như nó cắt cáp 32 ly trở xuống đó mọi người nè. Đúng rồi,
Rồi. Kích thước nó 26 cm ha. Mã số 14. 950 ngàn. Rồi 15 một cái bao da để đeo kéo cắt cành được. Của Yasuda, hãng Yasuda. Hãng hãng này sao nó làm cái logo là cái con bông dụ, con quay á, con quay bông dụ nè. Nó là bằng da nha mọi người, đẹp lắm. Là chưa sử dụng phần da, mình có thể bỏ dao kéo cắt cành đồ, đeo thắt lưng nha. Này đeo thắt lưng, gắn vô thắt lưng mình hoặc gắn vô dây an toàn nữa. Nếu mình làm điện được, mình đeo kìm, bỏ kìm rồi vô đó, chưa sử dụng luôn. Rồi nguyên cái bao da mã số 15 ha, 200 ngàn. Kẹp nè. Rồi đây em có hai cây hước, hai cây hước, một cây hước thẳng 150 mm, rồi 150 mm, và một cây dạng hước đo. Cái này đo mình có thể đo như hước kẹp vậy đó. Đây. Một đầu nhọn đầu ấy cũng nhật về không thấy hiệu, với lại nó rơi mất con ốc đây ha. Bây giờ mình đo bình thường vậy thôi, không cần siết ốc. Rồi hai con hành lý 150 ngàn, mã số 23 ha, 150. Ở đây hiệu nó nè mọi người, đây là hiệu nó nè, EDM. Nó nặng lắm, nó đúc bằng thép nặng lắm, khá là nặng luôn, nhỏ nhẹ nhỏ nhưng mà nặng ha. Nè dày lắm, hai mặt số luôn nha, hước nhìn lạ. Rồi hai con ha, hai cây 150, mã số 23. Rồi con này là 350, con hước kẹp Mitutoyo của Nhật, lưỡi ok đẹp nè, nhọn khít đây, khít nha, khít luôn nè. Rồi chính xác nó số rõ ràng, số này nó khác rồi, nó không có bay được đâu. Martin Japan 150 mm. Rồi có số seri chìm phía sau luôn ha, dòng Nhật về nó có số này hết. Rồi con này mã số 24 ha, 350 ngàn. À, tiếp cây hước rồi luôn đi. Cây hước này là cây hước 45 độ nè. Hước chéo 45 độ của Shinhwa. Cây này đẹp ghê luôn. Cây này đẹp nha. Quá đẹp. Dính mực gì á. Đó. Có số hước, hước số trên đây nè, 8 cm luôn. Rồi, 150, mã số 20 ha. Rồi, cái này một cái kính lúp. Kính lúp bỏ túi cầm tay rất là nhỏ của Carlton 18X, phóng to, độ phóng to 18X thôi. Phóng rất là to nè, mọi người xem cái vân tay này. Cái mặt nào ta? Những hai mặt đều xài được. Mặt này đây. Đây, mặt này nhìn nó đúng nè. Đây nó có phóng cái vân tay nè mọi người. Đây, nhìn cái này đi. À, đó. To lắm. Mười tám ít mà nó phóng tới 18X mà. Mấy cái lớp bình thường nó không ăn thua cái kính này đâu, kính này nó phóng to lắm. Cái kính nó dính dơ xíu à nè, nó có dính dơ nè mọi người. Chưa vệ sinh mọi người về, về vệ sinh nha, nó dính dơ nè. Nó dính dơ. Ừ.
À, chứ còn nhìn thì ok nè, nhìn bình thường nè. Chờ phóng rất là to. Rồi, cái kính này như nó bằng đồng á. Cái hàng của Nhật này nó là bằng đồng. Đây, nó không có hết gì hết. Đồng inox gì đó. Ờ, nhỏ xíu à. Cái con này nó nhỏ xíu à. Đây. Trên ngón tay. Mã 17 nha, 300 ngàn. Còn kính lúp. Kính lúp mini. Rồi, một con ổ khóa hiệu của Mỹ. Sản xuất tại Milwaukee. Made in USA. Đây, made in USA. Của hãng gì thôi. Đây, Master Lock sản xuất nè, Milwaukee ở bên Mỹ, bang Milwaukee, thị trấn là cái gì bển Milwaukee, Made in USA này. Đây. Dòng này là chống khoan nè, chống khoan chống đục. Mọi người xem nó thiết kế là từng cái lớp thép nó ráp lại với nhau nè, thép nè. Cái này mọi người nhìn thấy cũng chắc nó thép nè, chắc thép của nó nè. Tuy nó nhỏ ha, nó cũng không lớn lắm đâu. À, nhỏ mà rất là chất. À, cái ổ khóa này nó đặc biệt cái là nó xoay hai chiều được nha, mình mở lên hoặc mở xuống nó đều được hết. Đây, ví dụ mình khóa vậy nè, mở đó, mở lên rồi mở xuống nè, nó khựng khựng nha, giống như nó lâu ngày nó không xài, còn không trơn tru lắm đó. Nhưng mà vẫn xài ok nè. Đây, nó nhảy rất là mạnh nè. Đó. Này mở lên nè, mở xuống nó vẫn y vậy nè. Đó. Mở xuống hai chiều luôn á, vặn mình không cần biết gì nè, chỉ đút chìa khóa vô vặn là nó nhảy, mình hận vặn kiểu gì nó cũng nhảy hết, hay ha, không bị lộn đó. À, xuống nè, lên nè, xuống nè, lên, xuống, giờ nhảy hết ha. Rồi, kích thước của nó đây 3,5 ha, chiều cao lấy cái kẹp đó, độ dày 21 mm, 2,1. Rồi cái rộng này là 7 ly, lỗ này 15,5. Nó ghép từng lá thép lại với nhau nè, mỗi lá thép nó khoảng 2 ly á, mỗi lá thép. Vậy nó chống đục chống khoan á, cái thiết kế này nè. Rồi, cái ổ khóa của Mỹ, mã số 18, 450 ngàn. Rồi, một con dao, dao này dao của Nhật cho bác đeo thắt lưng ha, dao đeo thắt lưng, cán nhựa, vỏ nhựa, đeo thắt lưng, dao đẹp lắm, Seben của Dicomac, Seben ha. Dao này nó có chỗ để gập dây điện luôn, đây chỗ gập dây điện nè, và cái chỗ này chỗ gì không biết nữa, chỗ này giống như kéo dây điện vậy. Dạng nó thiết kế cho người làm điện, nhưng mà mình muốn làm gì mình làm, mình gọt cây gọt gì cũng được hết đó. Nè, bén lắm. Bén lỡ nguyên zin này, nó có cái khóa lại nữa nha, nè khóa lại nó không có bị rớt. Kích thước nó nè. Rồi cái dao này mã số 21 nha, 250 ngàn. Rồi mã 19 là cây tu vít chỉnh lực 200 ngàn. Này
Con này chỉnh lực được tới đây lực nhỏ 6 cm CMO ký. Nó ghi vậy ha chứ em không gần bao nhiêu nè, nhảy nè. Nhảy ok. Đó. Tăng lên. Tăng lên nó sẽ nặng lên. Rồi cái này là lùa mũi không dụng luôn, mũi 6 ly 3 nè, không dụng ha. Đang xài con vít là BH1. Rồi cán nhôm rất là xịn. Rồi mã 19 nè, 200 ngàn. Rồi tiếp theo là một con đo kim loại nha mọi người, máy dò kim loại. Đây công tắc nó đây. Đây là nó xài pin ha. Pin này zin luôn nè, pin cục pin của National bên Nhật nó về luôn đó. Nó còn chạy luôn. Cục pin zin 9V của nó nè. Xe ben luôn nè. Cục pin xe ben. Đó, hết thì mình thay ha, gỡ ra thay. Rồi. Đây Made in Japan ha, hiệu nè. Cái này nó là cái máy giống như nó dò kim loại nha mọi người nè. Đó, nó công tắc đây. Nút hai nút chuyển qua chuyển lại. Rồi đây mình thử cái kim loại vô ha. Từ. Đây cái hước này đi. Đây sắt nè, như nó dò sắt sao mọi người đó. Bình thường đèn nó ở trên ha. Đi vô sắt nó nhảy nhảy dưới ha, nhảy sát dưới là nó xa ra. Đó là độ nhạy chỉnh qua đây. Đó nhảy xuống ha. Chung nó nhảy, nó có nó tiếp cận được cái sắt là nó dịch chuyển cái đèn ha. À, đây cái độ xa nó thì khoảng khoảng 3 phân ha, 3 phân nha. Độ xa nó cỡ 3 phân. Rồi. Đó, nó vậy thôi. Mình có thể dò đinh á, thử này dò đinh trong đồ gỗ mọi người, mấy bác nào làm gỗ á, sợ đinh đồ máy cưa nó cắt á, dò thử coi nó có đinh không, có nó nhảy đèn. Mã 22 ha, 350 ngàn. Này có hai cái bộ lã của Red Gate của Mỹ này. Rồi còn ổ khóa này nữa, một ổ khóa này của thằng Abet này. Abet Abet này hãng của Đức nè. Con này gọn lắm, khóa dây, khóa dây, khóa xe nè, khóa xe hơi, xe đạp, ô xe máy. Đây giờ khóa vào, có cái nắp trong nước luôn, chìa zin ha, chìa zin một chìa. Chìa dễ rồi bác đi cắt mấy chìa cũng có. Này dạng chống bẻ nè, nó
chìa nó thiết kế nè, nó chống bẻ, nó khắc hai cái đường sâu vô, nó hai cái rãnh nè, rãnh hai bên rất là sâu, hai bếp. Rồi đây cái dài này, dây nó dài lắm, kéo ra được cỡ 1 mét thôi, kéo ra được 1 mét, kéo ra nó vẫn còn co vậy nè, nhưng 1 mét còn thẳng ra dây nó dài lắm nè, nó tự nó co lại. Cái này nó là dây cáp bên trong ha, cáp thép bên trong, để đo luôn cái vỏ nó là 8 ly ha, này thép chừng chắc độ 6 ly ha, nếu trừ vỏ ra chắc còn 6 ly ha. Này nó bấm code lại nè, rất là chắc chắn. Rồi cái bộ ổ khóa này mã số 25, 550 ngàn. Rồi Nam giới thiệu cái bộ lục giác của thằng Thụy Sĩ ha, của BB Switch Thụy Sĩ nè, đủ số hết, đủ số của nó nè, nó là 1.5, 2 chấm, 2.5, 3 chấm. Cái này mờ quá khó thấy ha, em xíu. Rồi 3 chấm nè. Đây. Rồi tiếp theo là 3.4 ly, 5 ly, 6 ly, rồi 8 ly. Rồi nguyên bộ ha, đủ đầy đủ bộ. Đủ bộ xài, ok, xài gia đình mình có những lúc cần mở lục giác. Ở đây á, bộ này nó xài rồi và nó có hơi mòn một tí ở cái đầu, cái đầu máy nè, cái đầu nhỏ này nè, cái đầu nhỏ này hơi xấu nè. Cái đuôi thì ok, đuôi ok hết, có cái đầu nhỏ này, có một đầu này nó hơi mòn, còn lại ok. Rồi mã nó là số 26 ha, 350 ngàn bộ này, bộ lục giác hàng hiệu của thằng BB Switch, của Thụy Sĩ mọi người. Rồi có một cái bộ dây, dây này giống bên leo núi nha, leo núi hay là cẩu hàng này kia, dây xịn lắm, dây này của móc của Italy nè. À, người nhìn cái móc của Italy ha. À, hai cái móc là của Ý nè. Cộng dây này nó mai lại ha, nó mai hình vòng tròn rồi. Chắc lắm. Để thông số là 25KN, 25KN. Manmuth, hiệu Manmuth của Thụy Sĩ. Đây. Cộng dây của Thụy Sĩ nè mọi người. 1 cộng, 2 cộng, đây cái cộng này dài quá ta, cộng dây của Thụy Sĩ dài lắm nè, 22 kN là lực nó 22 kN ha, cứ ghi kN vậy chứ em không biết đổi ra lần nó bao nhiêu nữa nè. Thì nó ghi vậy em nói vậy nha mọi người. Chung cái dây này nó chập đôi lại nè, chập đôi lại mà nó dài tới 1m1, cộng này là 1m1 dây đôi nè, cộng này khoảng nửa mét. Rồi hai cái móc ở đây, cái bảng dây nó là 20 20 mm, 2 phân. Rồi 200 ngàn cái bộ này, mã số 28 ha, 200. Đây có về một cái vòi tưới cây của Sany, hãng nội địa Nhật đó. Có đuôi chuột luôn, đuôi chuột 16 đó. Đây đuôi chuột 16 không, xài ok,
vô nước vào kính hơi. Ok, đây bát nó bằng đồng, xài rất là bền, bát bằng đồng. Rồi mã số 27, 250 nha, cái vòi tưới cây. Rồi một cái bộ cờ lê dây nè, nè lâu lắm mình mới giới thiệu cái cờ lê dây của thằng Super Japan. Con này của nhôm, bằng nhôm ha, nguyên cán nó bằng nhôm aluminum mà bằng nhôm, con xài ok lắm, bác mở lọc dầu rồi ok, lọc dầu ống nước rồi vặn được nè, nó có xài rồi nhưng mà rất là chắc, cái dây này chắc lắm, bền lắm, cái này sao mà nó đứt nổi, bền lắm mọi người. Cọng này cọng dài nữa chứ, cọng này được cọng dài nè, là mở rất là to nè, người xem nó to nè, mở đường kính là 30 cm hơn á nè. Rồi mã 31 400.000. Cây này cái cán nó dài 30 cm luôn. Rồi một con đồ chơi bên hệ làm cây nè, làm cây kiểng đồ đi rừng đồ. À cái này chuyên dòng đi rừng nha mọi người, đi cắp binh đi rừng đi, check in đồ, check in đồ, nó vì nó có cái la bàn nè, nếu làm cây ở nhà không cần cái la bàn đâu. Đây dòng này bỏ túi đi đi rừng ha, có la bàn không mọi người, đây mới tinh chưa xài của Nhật. Đây là một con, đây cái con này để cắt dây, cắt cỏ, giật dây đồ, trời ơi nó bén này, mà dây may dây gì giật cái rồi đứt hết, dây hừng đồ cũng đứt luôn, mà thế nó là mổ vậy nè, giật cái liềm mọi người, nhưng mà nó gọn hơn cái liềm á, dạng liềm bỏ túi giống mình là cái liềm bự chữ nhật nữa ha, bằng thép 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 trắng bén lắm. Đây, rất là bén nha. Đây. Rồi kích thước nó đây, tổng kích thước nó là 23 cm, cái lưỡi này 12 cm, có cái túi đeo luôn, túi này đeo thắt lưng á, à, có đồ đeo nè. Rồi mã số 30 nha, 450 nha. Cái liềm mini bỏ túi này. Rồi Nam có một cái tời, cái dạng giống cái tời để siết hàng nha. Siết kéo đồ chằng lại. Chung là nó tương tự vậy đó. Đây. Bộ này là nó có một cái móc và một cọng dây rời ha, là cọng dây rời dài lắm. Đây, một cọng dây rời rời nè. Để cho mình gắn thêm nè, hoặc là mình cột vô cái hàng đó rồi mình chằng cái này, là cái này là cái tăng đơ. Đây. Đây kéo hết lên là nó dày ha. Nó sẽ đi bằng cái móc này, đó. Rồi trên thông số thằng này là của nội địa Nhật ha, nó ghi là 400 kg, là nó tải cái sức sức tối đa là 400 kg ha, sức kéo tối đa, sức tải tối đa đó, đó móc 400 kg. Rồi ở đây là nó mình muốn tăng nó, mình sẽ quay bằng cái cốt này nè, hoặc là mình kéo này nó sẽ siết vô và nó giữ lại, nó có cái này giữ lại ha, nó chạy ăn chạy, nó chạy một chiều, anh thể siết bằng ốc này cũng được.
Ống này thì mình kiếm cái đầu 4 á. Đầu cạnh 4 giống như quay taro á, quay tự động á. 4 nè, 8 ly 3. Này 8 ly rưỡi chứ. Này đầu bằng 8 á. Cỡ 9 đầu bằng 8 chứ. Đây. Ừ. Đó đầu bằng 8 ha. Rồi đầu vuông. Đó là mình gắn cho mình lắc. Còn mấy mình kéo vậy. Nó vô tới đâu là xiết lại tới đó. Gịch lại, muốn trả ra thì bấm lên trả lên đó, nó vậy thôi. Rồi cọng dây này là him, bộ nó có một cọng dây him này để móc riêng nè, móc đây hoặc là móc giữa, nó có giữa một khúc nó móc đó. Ngắn lại rồi, để đo cọng dây này thử coi. Sợi dây xích này không là rồi, cái cọng rời này không, mét rưỡi ha, xích mét rưỡi nè, xích này tải 400 kg, bằng y nhau nè. Rồi cọng này 1 mét, cái tời này 1 mét. Rồi tính luôn này mét 2. Tời mét 2, dây này mét rưỡi. Rồi bộ này mã số 16, 500 ngàn. Bộ này sắt thép không, đây nó làm cái con tán bằng đồng. Ngộ ghê. Rồi. À, có cái kính dạng kính hiển vi xưa nè, kính vi mà đời xưa. Rồi, cây chuốt ở cây rút dây dây rút. Con dao đi rừng của Nhật cho chặt nè. Rồi đem giới thiệu luôn cho xong, còn mấy món nữa. Cái này nữa nè. Cộng dây rút của Mỹ. Một cái kìm rút dây của Mỹ. Made in USA nha. Đây. USA hãng Bandut. Bandut. Dòng này chỉnh nhanh nha, dòng này chỉnh rất là hay nè, chỉnh từ 1 đến 8. 8 nấc chỉnh. Chỉnh nhanh nè, là vặn này nè, mình chỉnh nhanh. Đó. Chỉnh phát lại nhảy lên mấy số. À. Nó có 3 nấc chỉnh nè. Nhỏ nhất nè, trung bình nè, nặng nè. Rồi nó vậy á. Rồi đây là nó rút mấy dây rút này nè, dây rút nè mọi người, dây rút hoạt động một okay. Để test thử. Đây mình rút vô cái cục pin này cứ này. Rút thử ha. Đây, đó. Hút cái là nó bấm vô luôn ha. Này nó bấm rất là sát nha mọi người. Nó bấm sát rẹt à, nhưng mà nó đã rút một cái lực vừa đủ vô cái dây này rồi. Nó hay chỗ đó. Này nó đúc bằng kim loại nha, kìm này xài rất là bền. Những kìm này xài tại vì giá mới nó rất là đắt nên nó xài rất là bền. Đó. Nhìn nó chốc chốc vậy chứ nó rất là bền. Này là nó tương đối rồi đó. Rồi con này mã 38 ha, 550 ngàn. Con kìm của Mỹ. Dòng chỉnh nhanh ha. Min nè. Tada nè. Nó có hông số. Rồi, mã 38 550. Rồi cái kính hiển vi. Kính này dạng kính xưa, kính vi xưa xài xài cái kính mặt trời nè, dạng cái kính lấy sáng bằng mặt trời nè mọi người, lấy ánh sáng tự nhiên nè, chiếu đây chiếu ngược lên trên kính hiển vi ha. Rồi mình nhìn đây là nó để kẹp phôi nè, nó sẽ kẹp cái miếng kính và mình để đồ vặt phôi đồ lên. Rồi đây là hãng của Nhật ha, Matsushita. Mitsushita nè.
Khai thông số nó là 100x, 200x, 300x, 300x ha, tối đa 3 nấc. Là nó tương ứng với ba cái hấu kính để mình chỉnh đây nè. Hấu kính nó có để là 1 2 3 nè ha. 1 2 3. Rồi, muốn xài thông số nào thì mình vặn nó qua. Đây là ống ngắm, ngắm vô. Rồi, đây nó có cái đèn nữa nha. Nè, có đèn. Dưới đây nó xài pin. Đây, đứt lên nè. Xài hai viên pin ha. Pin 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 C mình á, pin chung á. Có bóng đèn sơ cua còn luôn. Cái này vỏ bằng kim loại nha, bằng nhôm á. Cái cơ cấu đây nó hay lắm nè, cái cơ cấu đây mọi người. Nó quay rất là êm. Cái hành trượt này nè, rất là êm, hành trượt bằng kim loại nha. Êm lắm. Êm mà nó cứng khừ. Rồi cái này để kẹp nè. Rồi đây để thử thử cái bóng đèn, bóng đèn trái ok thử. Rồi này, bỏ pin vô nè, nó bỏ pin vô rồi nè. Rồi trái à, có công tắc nha, công tắc dưới nè, nghiêng như vậy mình xài cái kính này nó tự động nó tắt đèn, hay lắm. Nghiêng vậy là để mình xài kính nè, ánh sáng nó chiếu đây, chiếu vô kính nó bắn lên trên cái hấu kính góc mấy chục độ, 45 độ. Rồi nghiêng hẳn lên vậy xài bóng đèn ha, bóng đèn chiếu hẳn lên. Rồi cái bàn xoay nào mình hạ hấp xuống thì nó sẽ tắt bóng đèn, lên thì nó cháy bóng, hấp xuống nó tắt, nó tự động luôn đó. Nâng lên để mình xem á thì nó tắt, hạ xuống để mình lấy ra thì nó tắt bóng đèn. Nâng lên xem nè là nó chiếu bóng bóng. Rồi đây nhìn vô thì nói chung không biết xài này, nhìn thấy nó cũng có bụi nhưng mà thấy thấy nó to ra này. Mọi người phải có cái miếng kiến để lên đây nè, rồi mới để vật của mình lên, vật muốn sôi. Để coi chiếu camera vô thấy không, đây để em gắn zoom lên cho mọi người thấy ha. À, thấy bên trong đó, trong cái kính mình nhìn đó, nó vậy đó. Rồi nó to to như vậy á, không biết cái gì, bụi hay gì á, mà nhìn thấy ra ngoài trời mình có thể nhìn thấy, mình thấy ví dụ để chữ rồi vô về nó to lắm, nó to bự ra 300x mà không phải nhỏ đâu. Rồi nói chung nó nguyên đầy đủ vậy ha, bác nào vệ sinh đồ lại bụi là chắc rồi, rất là nhiều bụi ha. Vệ sinh đồ gắn pin vô. Rồi kích thước nó đây 20 cm nè, nó nhỏ lắm. Rồi bác nào nghiên cứu kính này mã số 34 ha, 650. Rồi cái cây này là cây cây để hút hút khỏi cái bể nè, cái bể nước rửa tay mình nó nếu giờ nó bị kẹt mình hút khỏi nó ha. Bồn cầu luôn nè, chung nó hông ống nước á, nước đồ bị ngạt nó hông ha, nó rất là mạnh mọi người. Cái này của hãng Rotterbacher của Germany ha, của Ý, à của Đức luôn rồi. Đây của Germany, của Đức này. Của Đức sản xuất này. Cái này em thử thử vô cái bồn nước nó mạnh lắm, mà hơi nó tống ra mạnh lắm. Mạnh lắm nha. Rồi. Đó, nhược điểm nó là nó phải có cái đầu nối ha, đầu nối bằng cái ống mềm á, dạng ống mềm á, mình nối vô thêm mình dễ xài hơn. Nè nó có hai khúc nối dạng này nè, nó mềm á, cái này nó cứng, nó sẽ có một ống mềm để nó dạng nó mình nhấn xuống á, nó sẽ khít á, ống mềm để nó khít á. Rồi cái ống mềm đó mình chế ha, mình sẽ chế vô đây em đo đường kính nha mọi người nè.
8 sen nè, 8 cm ha. Ống 80 nè. Đó. Kiếm cái khúc ống mềm á. Ngắn hơi như đây nè. 10 15 phân rồi. Rồi mình xài. Mạnh lắm, nó hơi mạnh lắm, nó tống hơi rất là mạnh. Nó có hai cái gòn bự trong đây nè, bự lắm, đẹp lắm. Nguyên à. Thằng này là Asada, à nó kết hợp với Asada ha. Asada hãng Nhật nè. Nó kết hợp với này, nó sản xuất chân này ha. Rồi. Cái này khá là to luôn nè, kích thước nó tới gần 60 cm ha, 58 cm. Đường kính ống là 8 cm. Rồi mã số 35, 400 ngàn cây này ha. Cây bơm. Rồi em lên tiếp một con dao hàng sưu tầm rất đẹp. Con dao này bác nào sưu tầm treo lên kệ chân cũng đẹp. Ha. Dao chặt của Nhật. Còn rất là mới luôn. Nguyên tem. Dây 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 đeo thắt lưng này. Khóa nè. Có khóa lưng đây luôn. Khóa bằng da. Rất kỹ. Rồi. Lưỡi bén lắm. Nè, lưỡi ok bén. Này nó có xài rồi. Nhưng mà còn rất đẹp. Cái chữ này không biết chữ gì nhưng mà đẹp lắm, chữ Nhật nhưng mà không biết ý nghĩa gì. Rồi, nó để là 165, có nghĩa là cái lưỡi dao này 165 ha. 10 đó, 16.5 cm đó, cái lưỡi dao ha. Rồi độ dày cái lưỡi này em đo 6 ly ha, là gần 6 ly. 6 ly. Khá là dày ạ. Đó, dao này đi rừng ok. Nguyên cái bao, bao này đẹp quá trời luôn. Rồi, mã con dao này là 29, 1 triệu mốt. Con dao chặt của Nhật. Rồi, về hai con dao ống đồng nè. À, lá ống á. Hai con này hiệu đều là Git Git ha, Git Git của Mỹ nè. Hai con Git Git của Mỹ mà sao hai con nó khác nhau ha. Tại vì một con dài, một con ngắn à. Một con tới 9 lỗ, một con 7 lỗ. 2 4 6 7 đúng rồi. Con 7 còn 9 lỗ nha. Rồi, hoạt động thì hoàn hảo hết nha mọi người. Git Git đây. Đó, hoạt động hoàn hảo hết. Nè, đủ các lỗ. Hai con, nói chung là con kia nó nhiều lỗ hơn. Bác nào xem nhu cầu mình xài lỗ nào thì mình xài con đó ha. Cái con nhỏ này là mã 33 ha, 900. Con này 1 triệu 2. Đó, mình xem nhu cầu nó phù hợp với con nào. Cái con kia thì nó có hai cái lỗ to hơn nè, có cái lỗ to nhất. Con này to không bằng. Đây, còn cái chức năng thì nó hoàn hảo hết, hoạt động ok. Đây lỗ nó nè, lỗ tương đối là đẹp hết nha, không có bị cấn này, không bị cấn ha. Lỗ tròn đẹp hết, không bị cấn nha. Cái đầu do cũng đẹp luôn nha. Đây, đầu do đẹp luôn, láng lắm.
Rồi, cái con này mã số 33 ha, 900 nè. Con rít riệt của Mỹ nè, 900. 7 lỗ. Con này 9 lỗ. 1 triệu 200 ngàn, mã số 32. Đây, con này nó dài hơn nhiều nè. Vô. Cũng hoạt động hoàn hảo luôn. Đây, tới 9 lỗ nè. Rồi, lỗ to nhất nó bằng 4 nè, 5 8 1 2 7 16 bằng 8 5 16 1/4 3 16 1/8. Đó. Đây các lỗ đều đẹp. Các lỗ đều đẹp. Đây, à có lỗ này nó cấn nhẹ xíu mọi người. Không đáng kể, không ảnh hưởng đâu. Chung em bán cái này cũng nhiều à. Cái lỗ cắn nhẹ này xài vẫn bình thường, mấy bác về xài vẫn bình thường, không ảnh hưởng gì hết nè. Có lỗ này nó cắn nhẹ xíu, nhẹ lắm đó. Cái lỗ này là nó nhiều lỗ hơn cái thằng kia ha, cụ thể là nó nhiều hơn cái lỗ, nó hơn 2 lỗ, là lỗ 3/4 và một lỗ 7/16 ha, nó hơn 2 lỗ này nè. À, còn lại thì mấy lỗ kia nó giống. Rồi cái bộ này mã số 32, 1,2 triệu. Rồi còn hai cái này, hai cái khò ha, rồi xong luôn. À, một cái này là cái sưởi ấm của Nhật chứ không phải khò nha. Cái này đèn sưởi, đèn sưởi của Nhật, đèn sưởi đi cắp pin nè, cắm trại. Để em lấy cái bình ga thử luôn. Cái video hôm nay nó hơi lâu mà. Đây, cái này là của nội địa Nhật ha. Nó xài ga. Nó gắn bình ga nè, bình ga của mình. Rồi, nó là cái đèn sưởi. Sưởi ấm á mọi người, sưởi ấm mình đi cắm trại á, buổi đêm á. Đêm mình lôi nó ra mình sưởi. Rất là ấm luôn, nó sướng lắm. Hơi ấm nó sẽ cháy đây nè, nó tỏ ra. Không có cháy ra lửa đâu, nó đỏ lên thôi. Nó làm hay lắm. Nhưng nó dựng nó là nó nghiêng vậy nè, dựng nghiêng vậy nè mọi người. Sẽ tỏ hơi ấm đây ha. Mình ngồi xung quanh. Rồi cái này mình gắn bình ga vô nè. Gắn vô thôi. À, nhắn vô và lắc qua theo mũi tên nè, lắc cái bình ga qua là nó dính lại nè. Rồi mình vặn ga ra đó, nghe nó xì á, nó xì rồi mình đánh lửa lên. Đây, đánh lửa lên là nó cháy ha. Rồi mình chỉnh nhỏ lại. Nhỏ lại thôi, nhỏ xíu. Đó mình có thể chỉnh nhỏ xíu lại luôn ha. Rất là nhỏ cho đỡ hao ga. Rồi, cái mình để nó đứng vậy ha. Nó đứng dậy hoặc là nằm gì cũng được đó. Ấm lắm. Ồ, ấm nguyên vùng luôn nè. Này đúng là sưởi ấm luôn. Rất là ấm nha. Ấm hẳn lên luôn.
này còn chỉnh nhỏ lại được nữa nè, nhỏ nữa nè mọi người, nó nhuyễn ghê, chỉnh khá là nhỏ luôn, nhỏ nè, nhỏ xíu luôn nè, nhỏ vậy rất là ít hao ga đó. Rất nhỏ luôn, cũng ấm luôn. Nhỏ xíu luôn, chưa tắt luôn. Đó, tắt. Nhỏ mà nó đen bên ngoài luôn, nó chỉ cháy dưới đáy thôi, nó vẫn cháy. Rồi, cái này vặn ra. Cái bình ga này nè nó hơi cũ ha, cho nên nó khó vô mọi người, chứ cái bình mới cái này nó đẹp đó, nó vô dễ lắm. Ba bình ga này mình đổi, mình chọn cái bình nào nó mới xíu mình đổi mình xài, hoặc mua cái bình mới ha. Rồi cái bộ này mã số 36 ha, 850 ngàn. Cái bộ này là cái chân, nó cái chân này nè nó bằng inox cái chân ha, trong này là đúc đúc bằng nhôm, rất là mới, này giống như chưa xài, rất là mới luôn, giờ nhìn nó chưa có đen cái vòi, vòi nó cháy cháy nhiều sẽ lên màu, này nó chưa đen. Mã 36 850. Rồi còn một cái khò này nữa. Đây là một cái khò ga nha mọi người. Một cái khò ga của Nhật, Made in Japan luôn. Đầu bằng đồng, thân là bằng đồng, này bằng đồng luôn mọi người. Nó đúc rồi nó mạ lên trên này nè. Nó bằng đồng. Rất là nặng, cầm rất là nặng tay. Đặc biệt cái bình này bình ga bằng nhựa nhựa cứng này. Nó có thể bơm ga là được nha mọi người. Nè. Nó có đầu bơm giống như đầu bơm bánh xe mình luôn á. Chỗ nó bơm ga nó có cái vòi nó xịt vô là nó bơm lại ha. Hoặc mình chế cái ống bơm vô bình mini mình bơm lại. Mình xài. Chưa, ga trống nè. Ga còn hơn nửa bình. Rồi này mình xài mình sẽ vặn vô. Rồi, đó. Thành một cây khò. Đây. Cầm trên lòng bàn tay. Đó, đây là nó to nhất nè. Nó chỉnh nhỏ là vặn vô. Cái này muốn nghiêng đầu nghiêng mọi người, rất là hay. Chống ngược nó cũng được. Đây chỉnh nhỏ là được nè. Chưa. Ơi, một con khò khá là độc. Khò này cho bác làm bên mỹ nghệ rồi. Đốt đốt lửa đồ đã rất là nhỏ gọn, mình cầm bằng trên tay được nè, có thể vẽ đốt rồi được. Mã 38 37 ha, mã 37 700 ngàn. Rồi em kết thúc video, cảm ơn mọi người, hẹn gặp trong video tiếp theo.